Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và các anh chị em đến với kênh Hồng Thanh Hàng Thùng. Em xin kính chúc tất cả quý hàng có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo 0832 62 5789 để em Thanh tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Hôm nay thì em Thanh sẽ lên các mã quần kaki, túi hộp và là quần sọc các anh chú ạ. Lâu lắm rồi em mới có cái sản phẩm này để lên bán cho các anh chú đấy. Và màu sắc của nhà em đây chủ yếu là màu olive và màu vàng cát, cực kỳ dễ mặc các anh chú ạ. Và tất cả các đơn hàng ngày hôm nay thì em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi anh chú mình đặt hàng và nhận hàng. Còn trong trường hợp các anh chú mình đặt hàng nhưng vì một lý do mình không nhận thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em là 30.000 nhá. Còn sọc nhà em thì cũng chủ yếu là hàng của Hàn và hàng của Nhật các anh chú ạ. Có một số là hàng của cấp phát quân đội Mỹ thì các anh chú mình theo dõi chi tiết thông số mà em đọc để mình lựa chọn size số cho chuẩn với mình các anh chú nhá. Và không để các anh chị cô chú chờ đợi lâu nữa, em Thanh đi vào chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay ạ. Hôm nay em tiếp tục lên là mã D. Đầu tiên, mã D75, bụng 90, dài 54 và ống là 29 ạ. Một em quần màu xanh olive anh chú ạ, của Uniqlo. Đó, nó cũng là quần túi hộp và màu xanh olive rất là dễ mặc như thế này. Có một túi ở phía đằng sau anh chú ạ. Bụng này thì nó có co giãn nhá. Cái này thì là em đo nó bị hơi thiếu. Anh chú thông cảm cho em ạ, vì là nhỏ em thì em nó làm nhiều khi nó chưa quen ấy. Đó. Cái này thì bụng từ 88 đến 94 các anh nhé chú ạ. Bụng từ 88 đến 94, dài 54 và ống 29. Em này là một em Uniqlo, chất vải putlin trơn đấy ạ. Rất là dễ mặc, cặp chun toàn bộ nhưng co giãn nó không nhiều. Nó chỉ là bụng từ 88 đến 94 thôi. Đó, và có dây kéo này các anh nhé chú ạ. Màu này thì rất là dễ mặc, tông màu mà các anh nhé chú cực kỳ thích luôn. Nó khỏe khoắn và dễ mặc vô cùng. Mã D75, bụng từ 88 đến 94, dài 54 và ống 29. Em này có giá 400 nha anh chú. Vải putlin trơn và cái form dáng này nó rất rất dễ mặc luôn. Mặc mùa hè cực kỳ hợp với chất liệu này các anh chú ạ. Mã D75, bụng từ 88 đến 94, dài 54 và ống 29. Giá 400.000. 400.000 ạ cho mã D75. Em lên mã D76, một em quần màu vàng cát. Đó, một em quần màu vàng cát rất là đẹp, hiệu Levi. Mã D76, bụng 92, dài 58 và ống 29 anh nghe chú ạ. Con này thì chất kiểu là chất kaki nhung ấy, trông rất là hầm hố luôn. Màu vô cùng đẹp anh nghe chú ạ. Phía đằng sau nó sẽ có hai túi nổi như thế này nhá. Đây ạ, cạp thì là cạp liền anh nghe chú ạ. Đây, một em hiệu Levi 100% cốt tông. Chất dày dặn lắm. Con này chất rất là dày. Màu này thì siêu siêu dễ mặc rồi, sang cực kỳ luôn. Những em quần mà kaki trơn ấy thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với những em quần túi hộp anh chú ạ. Mua nếu mà mua mới nó đắt lắm. Cạp là cạp liền anh chú nhá, chất dày cực kỳ luôn. Đó, khóa đồng này. Các cúc của nó cũng đều có tên Levi. Mã D76, bụng 92, dài 58 và ống 29 ạ. Em này có giá là 650.000 anh chú nhá. Mã D76, bụng 92, dài 58 và ống 29 ạ. Chất siêu dày dặn luôn, hai túi hộp cực kỳ to các anh chú ạ. Đó, nhìn khỏe khoắn lắm. Xịn, con này xịn, rất là dày. Mã D76, bụng 92, dài 58 và ống 29, giá 650.000. Em lên mã D77, bụng 84, dài 54 và ống 25. Quần này quần cũng là quần kaki, màu của nó là cũng màu vàng cát anh chú nhá. Đó, rất là dễ mặc. Nhà em thì những cái hàng quần túi hộp thì em tự tin nó là hàng VIP mà không sẽ không ít nhà có để bán lắm. Con này là quần của Nhật các anh chú ạ. Một em quần của Nhật, chất liệu độ dày vừa phải, 100% cốt tông, siêu dễ mặc luôn. Mã D77, bụng 84, dài 54 và ống 25. Em này có giá là 500.000 anh chú ạ. Phía đằng sau nó sẽ có hai túi mổ các anh chú nhá. Phía trước là có hai túi chéo như thế này. Khóa của nó cũng là khóa đồng các anh chú ạ. Mã D77, bụng 84, dài 54 và ống 25, giá 500.000. Mã D78 ạ. Mã D78, bụng 90, dài 60 và ống 30 ạ. Mã D88, chất vải kaki mỏng anh chú nhá. Em xin lỗi ạ, con này bụng nó khá là to đấy. Bụng nó đến 94 anh chú ơi.
Anh ơi, chú thông cảm cho em nhé, bởi vì là hôm qua em nhờ người đo ấy, thành ra là nó bị hơi sai. Mã D78 ạ. Bụng 94, dài 60 và ống 30 anh ơi chú ạ. Chất vải là kaki mỏng cực kỳ xịn sò, màu ô liu chuẩn đẹp anh ơi chú ơi. Đó, nó sẽ có dây kéo này. Cạp thì nó là cạp liền như thế này. Phía đằng sau nó sẽ có hai túi anh ơi chú nhá. Phía trước này là túi chéo và form dáng rất là dễ mặc. Con này thì nó còn có dây kéo ở phía dưới đây các anh các chú này. Đấy, phải có dây rút nữa. Tuy nhiên cái dây rút này chủ yếu là để trang trí thôi. Mã D78, bụng 94, dài 60 và ống 30. Em này có giá là 500 à 450.000 anh các chú ạ. Giá là 450.000. Chất vải phút lin trơn, đẹp vô cùng luôn, màu ô liu. Mã D78, bụng 94, dài 60 và ống 30, giá 450.000. Em lên mã D79, bụng 94, dài 54 và ống 27. Hôm nay thì form quần nó khá là to các anh em chú ạ. Nó cũng là vải, nó cũng là màu ô liu các anh em chú nhá. Và chất vải kaki caro như thế này ạ. Cạp liền các anh em chú ạ. Phía hai bên nó sẽ có hai túi. Và phía đằng trước nó là túi chéo các anh em chú nhá. Ở phía sau thì sẽ có hai túi xẻ như thế này. Đó, chất vải kaki caro cực kỳ xịn luôn. Riêng cái dòng chất này nó đắt tiền lắm, nó màu màu nó siêu đẹp rồi các anh các chú ạ. Những cái màu này rất rất dễ mặc. Mã D79, bụng 94, dài 54 và ống 27. Em này có giá là 500.000 các anh các chú ạ. Mã D79, bụng 94, dài 54 và ống 27 ạ. Có giá là 500.000 các anh các chú nhá. Cái này cũng là quần của Nhật các anh các chú ạ. Đây, tác đầy đủ các anh chú ạ. Mã D79, bụng 94, dài 54, ống 27, giá 500 ạ. Em lên mã D80. D80, bụng 100, dài 50 và ống 31. Con này là chất vải caro các anh chú ạ. Hàng cấp phát cho quân đội Mỹ. Size short lát. Đấy ạ, size L ấy, size khá là to. Đó, cạp đó là cạp liền và có dây tăng chỉnh hai bên anh chú nhá. Bụng lớn nhất thì 100 của các anh chú, và bụng từ 7, bụng 96, 98 đều mặc được ạ. Kaki caro các anh chú nhá. Sẽ có hai túi hộp ở hai bên. Phía đằng sau của túi túi của nó sẽ có nắp như thế này ạ. Đó, màu ô liu, bụng từ 96 đến 100, dài 55 và ống là 31. Em này có giá là 550.000 cho một em quần cướp phát, bụng size bự các anh chú nhá. Mã D80, bụng 100, dài 55 và ống 31, giá 550.000 con này đấy ạ. Em Thanh lên mã D81, bụng 84, dài 69 và ống 28 ạ. Một em quần màu rêu các anh chú ạ. Kiểu dáng nó rất là hầm hố nhá. Mã D81, bụng 84, dài 69 và ống 28. Em này thì siêu đẹp rồi các anh chú ơi. Đó, em quần này của Hàn, màu rêu ạ, rất là dễ mặc. Ở phần cạp của nó là cạp liền anh chú, nhưng chỗ này là nó quát này chứ không phải là quần bị rách đâu ạ. Cạp là khóa, khóa là khóa đồng và nó sẽ có dây kéo. Dây kéo thì cùng với chất liệu vải kaki này luôn các anh chú ạ. Nó sẽ có hai túi hộp ở phía đằng sau như thế này. Nó kiểu dáng rất là hầm hố rồi. Con này thì nó sẽ dài qua gối cơ chứ không phải là quần ngắn đâu. Đây ạ, nó sẽ có rất là nhiều túi như này. Con này phải đến con này 8 túi các anh các chú ạ. Rất rất nhiều túi, hầm hố cực kỳ. Mã D81, bụng 84, dài 69 và ống 28. Nó sẽ có dây kéo ở dưới luôn các anh các chú ạ. Rất đẹp luôn. Nặng chịch tay. Độ mới rất rất cao các anh các chú nhá. Phần đáy quần của nó đây, không bạc không sờn gì hết luôn. Mã D81, bụng 84, dài 69 và ống 28. Em này có giá là 650.000. Mã D82 ạ. Bụng 80, dài 55 và ống 28. Mã D82, bụng 80, dài 55 và ống 28. Một em quần màu vàng cát, hiệu Eddie Bauer đây các anh chú ơi. Đó, 100% cotton các anh chú nhá. Con này là hàng của Nhật. Đó, chất kaki siêu dày dặn như thế này. Sẽ có vết sữa, có quần kiểu nó vải, nó vải xước ngang này này. Cặp là cặp liền các anh chú ạ. Và sẽ có khóa đồng. Túi của nó thì sẽ có nắp như thế này.
nặng à, con này thì khá là dày đó, dày mà xịn cực kỳ luôn. Một em hàng thương hiệu của Anh, mã D82, bụng 80, dài 55 và ống 28 á. Em này sẽ có giá là 700 nghìn anh ấy chú ạ. Chất siêu đẹp này, cực kỳ xịn sò luôn. Đó. Mã D82, bụng 80, dài 55 và ống 28, giá 700 anh ấy chú nhá. Mã D83, bụng 78, dài 58 và ống 27. Bụng 78, dài 58 và ống 27 các anh em chú ạ. Đó, một em quần màu ô liu. Con này thì kiểu dáng nó đơn giản, phù hợp với những anh em chú nào mà thích quần có túi hộp nhưng mà nó không hầm hố quá đây. Thì là mặc em như thế này, và form nó là size bụng tương đương với size 29 thôi các anh em chú ạ. Đây, con này là Uniqlo Clothing, hàng của Nhật các anh em chú ạ. Màu siêu đẹp rồi, chất kaki. Đây ạ, chất kaki độ dày vừa phải anh em chú nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Túi của nó hai bên này có cài cúc này. Phía đằng sau là túi mổ. Mã D83, bụng 78, dài 58 và ống 27, giá là 550.000 anh em chú ạ. Mã D83, bụng 78, dài 58 và ống 27, giá 550.000. Em lên mã D84. Bụng 88, dài 61 và ống 30 ạ. Bụng 88, dài 61 và ống 30 các anh chú nhé. Một em quần hàng của Nhật các anh chú ạ. Em này thì là màu rêu các anh chú nhé. Đó, mã D84, bụng 88, dài 3 à, dài 61 và ống 30. Con này thì chất nó cũng không co giãn đâu. Cạp liền các anh chú ạ, và sẽ có khóa thì nó là móc móc bằng đồng, đồng khối luôn, cực kỳ xịn nhá. Sẽ có dây kéo các anh em chú ạ. Màu rêu rất là dễ mặc rồi, những cái tông màu này mặc cực kỳ khỏe khoắn. Sẽ có một túi túi mổ phía đằng sau. Mã D84, bụng 88, dài 61 và ống 30 ạ. Giá là 450.000 anh em chú nhá. Kaki 100% cốt tông, độ dày nó vừa phải lắm. Mã D84, bụng 88, dài 61 và ống 30, 450.000. Em Thanh lên mã D85, bụng 82, dài 65 và ống 28 á. Một em màu vàng cát anh em chú ạ, và chất vải của nó là kaki caro nhưng mà chất liệu nó mỏng thôi, độ dày nó vừa phải, rất là phù hợp với mùa hè. Cặp đó là cặp liền như thế này các anh em chú ạ, và cái đường kim mũi chỉ của nó may rất là đẹp đó, khóa đồng này. Ôi con này xịn này, made in Bangladesh anh em chú ạ, Oban đây, tác của nó nhìn này, thế xịn rồi, con này đẹp cực kỳ luôn. Sẽ có hai túi hộp ở hai bên, phía đằng sau cũng là túi vuông. Phía đằng sau là túi vuông nhá, và có nắp anh em chú ạ. Mã D85, bụng 82, dài 65 và ống 28. Em này có giá là 600.000 ạ, một em quần made in Bangladesh. Mã D85, bụng 82, dài 65 và ống 28. Con này thì sẽ dài qua gối các anh em chú ạ, cho những anh em chú nào mà mình không thích mặc những kiểu quần nó ngắn trên gối ấy, thì mặc những con thế này nó gọi là gần như là quần lửng rồi. Mã D82, bụng 8 mã D85 ạ. D85 các anh chú nhé. Bụng 82, dài 61 và ống 28, giá 600.000 ạ. Em lên mã D86, bụng từ 84 đến 90, dài 58 và ống 27. Con này thì nó phía đằng sau nó là cặp chun các anh chú ạ. Đó, phía trước thì nó là cặp bình thường. Và quần của nó sẽ có kéo khóa đồng anh chú nhé. Cặp liền, màu đây là màu nâu anh chú ạ. Kiểu dáng rất là đẹp, chất vải kaki mềm mịn vô cùng đó các anh em chú. Cái này thì nhà em đã giặt rồi nhưng mà chưa có là ấy, thỉnh thoảng có những con nhà em bị sót, anh em chú thông cảm khi em gửi thì em đã là phẳng phiu đẹp để gửi cho anh em chú ạ. Phía đằng sau túi của nó như thế này các anh em chú nhé, túi vuông này và có nắp như thế này đó. Mã D84 ạ, D84 bụng em xin lỗi, mã D86 ạ. Hôm nay em đầu em loát nó hơi chậm nha các anh chú thông cảm. Mã D86, bụng 84 đến 90, dài 58 và ống 27 ạ. Em này có giá là 450.000 các anh chú nhá. 450.000. Mã D86, bụng từ 84 đến 90, dài 58 và ống 27. Em lên mã D87. Bụng 90, dài 56 và ống 27 ạ. Mã D87,
87, bụng 90, dài 56 và ống 27. Một em quần hiệu hang ten các anh chú ạ. Nó là màu nâu rêu, cạp liền. Khóa. Đây ạ, khóa của nó là khóa đồng. Kiểu dáng thì cũng là kiểu dáng 6 túi thôi. Phía đằng sau túi của nó đây sẽ là có nắp các anh chú nhá. Cái này nó do ánh điện nó chiếu vào đấy chứ không phải là quần nó bị bạc đâu các anh chú ạ. Mã D87. Con này thì chất vải kaki, độ dày vừa phải, kaki 100% cotton. Mã D87 này, bụng 90, dài 56 và ống 27 ạ. Bụng 90, dài 56 và ống 27, mã D87 giá 500.000 anh nhé chú ạ. Mã D88, bụng 90, dài 58 và ống 28. Bụng 90, dài 58 và ống 28. Một em quần màu nâu rêu này các anh em chú ơi. Màu này rất là đẹp luôn. Con này là hàng thương hiệu của anh các anh em chú ạ. Cạp là cạp liền. Chất kaki kiểu kaki nhung ấy, khá là dày dặn, cực kỳ mềm luôn. Đó, trông nó đã rất là hầm hố rồi các anh em chú ơi. Đó, kiểu dáng thì đẹp lắm. Có hai túi hộp ở hai bên, cực kỳ to luôn. Phía đằng sau túi của nó là túi mổ và có nắp các anh em chú ạ. Cái dây kéo của nó đây nhìn đã thấy xịn rồi. Đó. Em này là khóa đồng. Mã D88, bụng 90, dài 58 và ống 28. Em này có giá là 650.000. Kaki dày dặn và nó đây, túi của nó đây các anh chú ạ. Rất là hầm hố nhá. Đẹp lắm. Con này thì kiểu nhìn thấy rất là bụi bặm đây. Cho những anh chú mình gọi đi chơi này, đi du lịch hoặc là thậm chí các anh chú mặc để đi câu để được rất nhiều đồ. Mã D88, bụng 90, dài 58 và ống 28. Em này có giá là 650.000 anh chú nhé. Rất là dày dặn. Hàng nhà em thì phải nói là nó siêu đẹp. Về hàng các quần kaki túi hộp anh chú ạ. Em thanh lên mã D89 ạ. Mã D89 một em áo màu cái này gọi là màu gì nhỉ? Một em quần màu vàng bò. Màu vàng bò các anh chú ạ. Mã D89, bụng 80, dài 57 và ống 30. Mã D89 ạ. Bụng 80, dài 57 và ống 30 các anh chú ạ. Tông màu của nó đây là màu vàng bò, rất là dễ mặc rồi. Nhưng tông màu ngày hôm nay thì vô cùng đẹp luôn. Chưa bao giờ em có một cái lô quần nó đẹp như ngày hôm nay luôn á. Đó, nó sẽ có hai túi hộp phía đằng sau thế này. Rất là hầm hố các anh chú nhá. Phía trước của nó, túi của nó sẽ có nắp. Và hai túi ở hai bên. Chất vải kaki cực kỳ dày các anh chú ạ. Con này là hiệu Polo Ham. Polo Ham, một em quần kaki túi hộp của Hàn Quốc. Màu rất là trẻ trung. Mã D89, bụng 80, dài 57 và ống 30. Em này có giá là 600.000 anh chú ạ. Mã D89, bụng 80, dài 57 và ống 30, giá 600. Em lên mã D90, một em quần hiệu Uniqlo. Mã D90 này. Bụng từ 80 đến 90, dài 75 và ống 26. Đó. Con này thì là cạp chun toàn bộ và nó co giãn, nhưng co giãn không có nhiều nhá. Màu xanh này thì siêu đẹp luôn. Quần này thì các anh các chú ạ, mình có thể sắn lên như thế này hoặc anh chú mình để dài. Khi em đo nó dài 75 mới tức là mình bỏ gấu ra. Còn khi mà sắn lên thì nó cỡ còn khoảng tầm 60 các anh các chú ạ, còn dài khoảng tầm 60. Cho những anh các chú mà thích mặc cái dáng quần là quần lửng đấy. Chất vải là túp lin trơn. Con này thì rất là quen thuộc với các anh các chú mua hàng nhà em rồi, đây ạ. Khi mà bỏ ra thì ống nó sẽ như thế này các anh các chú nhá. Còn khi mà các anh chú sắn lên thì nó như thế này ạ. Mã D90, bụng từ 80 đến 90, dài 75 ạ và ống là 26. Em này là một em hiệu Uniqlo. Sẽ có dây kéo anh chú ạ. Đây. Tác rất là mới luôn. Con này độ mới rất rất cao anh chú ạ. Và sẽ có hai túi có nắp ở hai bên như thế này. Đây. Đó, con này thì mặc mát cực kỳ. Mã D90, bụng từ 80 đến 90, dài 75 và ống là 26 á. Em này có giá là 450.000 anh chú nhá. Mã D90 ạ. Bụng từ 80 đến 90, dài 75 và ống 26, giá 450.000. Con này độ mới rất là cao. Em thanh lên mã D91, bụng 78, dài 59 và ống 29 á. Bụng 78, dài 59 và ống 29 anh chú ạ. Con quần rất là đẹp, bụi bặm. Màu của nó là màu rêu ghi các anh chú nhá. Nó là tông màu rêu ghi.
Con này là hàng thương hiệu của anh ấy chú ơi. Một em hàng anh. Phần cạp của nó may này, rất là đẹp anh ấy chú nhá, nó có viền, là vải bố dù đấy ạ. Như từ từ anh ấy chú này. Đó, sẽ có hai túi hộp ở hai bên và có những cái túi nhỏ nữa. Sẽ có dây kéo ở dưới ạ. Con này thì màu rêu ghi, chất vải kaki mỏng, mà cực kỳ mát rồi. Anh ấy chú nhìn cái phần cạp nó may này, rất là đẹp nhá. Đó, túi nó sẽ có nắp. Mã D91, bụng 78, dài 59 và ống 29. Bụng 78, dài 59 và ống 29 nha anh em chú ạ. Mã D91. Con này có giá là 550.000. Một em hàng của anh. Đó. Màu rêu nghi siêu đẹp luôn. Khóa của nó là khóa đồng, cúc của nó cũng là cúc đồng anh em chú ạ. Mã D91, bụng 78, dài 59 và ống 29. Em này có giá 550.000. Em Thanh lên mã D92 ạ. Bụng 80, dài 51 và ống 28. Một em màu vàng, cát đậm. Mã D92, bụng 80, dài 58 và ống 28. Em này hiệu của Ly anh nhé chú ạ. Đó, một em hiệu quần của Ly. Tất cả các cúc của nó cũng đều có tên thương hiệu này. Và cạp của nó là cạp liền anh nhé chú ơi. Nhìn cái đĩa quần đã thấy xịn sò rồi. Đó, phía đằng sau túi của nó nhé, sẽ có nắp như thế này và nó sẽ may tất cả là ba đường chỉ, rất là xịn sò, đường kim mũi chỉ đẹp lắm các nhá chú ạ. Ở phía hai bên thì nó sẽ là có hai túi khá là to, trông đẹp lắm. Con này thì trông kiểu là thế nào nhỉ, trông nó cũng bụi bặm đấy ạ và nó trẻ trung, và bụi bặm. Mã D92, bụng 80, dài 51 và ống 28. Một em hiệu của Ly, thương hiệu rất là đắt đỏ, giá 550.000. Mã D92 ạ. Bụng 80, dài 51 và ống 28, giá 550.000. Em lên mã D93. Bụng 82, dài 58 và ống 28. Một em quần màu đen duy nhất của ngày hôm nay. Con này là một em hiệu hàng của anh các anh chú ạ. Độ mới rất là cao, màu đen. Đó, màu đen chất kaki siêu dày dặn luôn, kaki nhung anh các anh chú ạ. Ở phía dưới nhá thì nó sẽ là hai túi cực kỳ to và có các túi nhỏ nữa này. Nó ở trên này thì nó cặp cặp là cặp liền và túi chéo. Túi phía đằng sau nó sẽ có nắp. Mã D93, bụng 82, dài 54 và ống 28. Em này có giá là 700.000 ạ. Nó sẽ có dây kéo như thế này các anh chú nhá. Đó, dây rút bụng. Mã D93, bụng 82, dài 54 và ống 28, giá 700.000 ạ. Em Thanh lên mã D94. D94 ạ. Một em quần màu vàng cát anh nhé chú ạ. Bụng 86, dài 52 và ống 29 ạ. Mã D94, bụng 86, dài 52 và ống 29. Form quần rất là trẻ trung màu vàng cát. Phía đằng sau nó là hai túi hộp như thế này ạ. Đó, cạp liền và có là túi chéo anh nhé chú nhé. Khóa của nó cũng là khóa đồng. Con này thì cũng có dây rút anh nhé chú ạ. Còn con này là hàng Small Regula. Con này là hàng cấp phát anh em chú ạ. Cái này thì nó hơi bị mờ rồi. Con này hàng cấp phát quân đội Mỹ. Đó. Chất kaki, độ dày vừa phải. Màu của nó là màu vàng cát anh em chú ạ. Nó có dập tẹ, dập cái logo ở trên túi như thế này. Con này là hàng cấp phát quân đội Mỹ anh em chú ạ. Đây có số lô sản xuất đây. Rất đầy đủ thông tin luôn. Mã D94, bụng 86, dài 52 và ống 29. Một em quần cấp phát quân đội Mỹ. Mã D94 ạ. Bụng 86, dài 52 và ống 29. Em này có giá là 650.000 anh em chú nhá. 650.000 cho một em quần cấp phát, độ mới cực kỳ cao. Em này thì chất kaki, độ dày nó vừa phải thôi. Trông thì rất là hầm hố đấy ạ. Đó. Mã D94, bụng 86, dài 52 và ống 29, giá 650.000. Em Thanh lên mã D95, bụng từ 82 đến 92, dài 77 và ống 27. Con này khi mà em để ra thì nó dài 77 như thế này. Còn các chú mình không thích mặc dài hẳn như thế thì mình có thể sắn lên. Một em quần hiệu Uniqlo các anh chú ạ. Bụng cạp chun toàn bộ có co giãn và có dây rút. Đó. Màu của nó là màu ô liu ấy, mà cái tông của nó tông nhạt thôi ạ.
mã D95, bụng từ 82 đến 92, dài 77. Còn các anh chú mà khi sắn lên thế này thì nó dài cỡ khoảng tầm 60 các anh chú nhá. Và ống 27 em này có giá là 400 nghìn. Đó, vải puding trơn anh chú ạ. Một em quần dạng là quần lửng. Cho những anh những chú mà mình không thích mặc quần nó bị ngắn quá ấy, thì mình có thể mặc quần lửng như thế này, nó xuống dưới khoảng bắp chân của các anh chú. Mã D95, bụng từ 82 đến 92, dài 77 và ống 27 em này giá 400 nghìn anh chú. Em Thanh lên mã D96. Bụng 83, à bụng 84, dài 52 và ống 28 ạ. Bụng 84, dài 52 và ống 28 anh chú ơi. Một em quần kaki màu ô liu này. Cạp của nó cạp liền. Đó, con này cũng là hàng cấp phát anh em chú. Đây ạ. Hàng cấp phát anh em chú nhá. Size medium regular. Cạp liền màu xanh ô liu. Mã D96, bụng 83, dài 54 và ống 28. Phía đằng sau nó sẽ có hai túi túi hộp như thế này. Chất liệu của nó là chất kaki mỏng. Đó, màu ô liu rất là đẹp. Mã D96, bụng 83, dài 52 và ống 28 các anh chú ạ. Em này sẽ có giá là 550.000. Mã D96, bụng 84, dài 52 và ống 28. Cạp của nó là cạp liền rất là xịn. Đó. Một em quần cấp phát anh em chú nhá. Mã D96, bụng 84, dài 52 và ống 28, giá 550.000 ạ. Em lên một mã quần của hiệu Onavi. Mã D97, bụng 84, dài 54 và ống 27 ạ. Một em quần màu vàng bò các anh chú ơi. Con này thì nó có thêm một cái dây này. Cái này thì các anh chú mình có thể tháo ra hoặc là mình có thể sử dụng với quần, thậm chí các anh chú có thể giấy dùng cái dây này mặc với các quần khác cũng đều rất là ok. Dây bố dù nhá. Anh chú ạ, cực kỳ xịn, riêng cái dòng cái dây này các anh chú đi mua ngoài nó cũng mấy trăm nghìn rồi đấy. Đó, một em hiệu Onavi, khóa đồng ạ. Đây, đầy đủ thông số. Con này thì sản xuất ở Mỹ các anh chú ạ. Rất là xịn. Mã D97, bụng 84, dài 54 và ống 27. Màu vàng bò các anh chú nhá, kiểu dáng rất là trẻ trung. Đó, cái dây này em thấy xịn cực kỳ luôn. Đây các anh chú đây. Vải bố dù xịn sò. Mã D97, bụng 84, dài 54 và ống 27. Em này có giá là 550.000 nghe chú ạ. 550.000 mã D97 này. Bụng 84, dài 54 và ống 27, 550.000 cho một em quần của Onavi. Mã D98, bụng từ 90 đến 96, dài 54 và ống 30. Con này cũng là hiệu của Uniqlo các anh nhé chú ạ. Màu của nó là màu ô liu nhá các anh nhé chú. Cạp chun toàn bộ và có dây kéo các anh nhé chú ạ. Tuy nhiên những cái form dáng quần này thì nó cạp chun nhưng mà nó không phải là co giãn, quá co giãn ấy, mà nó độ co giãn vừa phải cho nên nó rất là đứng form. Phía đằng sau nó sẽ có một túi các anh nhé chú ạ. Mã D98, bụng từ 90 đến 96, dài 54 và ống 30. Em này có giá là 400.000 các anh chú ạ. Chất vải pulin trơn. Mã D98, bụng từ 90 đến 96, dài 54 và ống 30, giá 400. Em Thanh lên mã quần D99, bụng 84, dài 57 và ống 29 ạ. Con này của nó thì là màu màu kem các anh chú nhá. Mã D99 này. Bụng 84, dài 57 và ống 29 anh em chú ạ. Anti-label jean. Con này chất vải kaki rất là đẹp anh em chú này. Mềm mịn vô cùng. Cạp của nó là cạp liền ạ. Phía đằng sau túi của nó sẽ là túi vuông và có nắp như thế này. Đó, sẽ có hai túi hộp rất là to. Mã D99, bụng 84, dài 57 và ống 29. Em này có giá là 550.000 ạ. 550.000, mã D99. Bụng 84, dài 57 và ống 29. Màu này cũng rất là dễ mặc rồi. Những cái tông màu nó cơ bản anh em chú ơi, giá là 550.000. Em Thanh lên mã D100. Bụng từ 90 đến 96, dài 55 và ống 29. Một em hiệu của Uniqlo và chất vải puslin trơn. Màu ô liu anh em chú ạ. Nó kiểu dáng nó rất là đơn giản như thế này mà mình gặp rất là nhiều cái dáng quần này rồi đúng không ạ? Đó, chất vải puslin trơn mỏng nhẹ vô cùng, phù hợp với các anh chú mặc mùa hè. Con này giá 400.000 anh chú ạ. Mã D100, bụng từ 90 đến 96,
dài 55 và ống 29, giá 400. Em lên mã D101, bụng 80 dài 52 và ống 25. Bụng 80 dài dài 52 và ống 25 các anh chú ạ. Một em quần màu ô liu tươi. Đó, kiểu dáng thì nó cũng cơ bản như quần kia thôi, mà form này thì nó nhỏ. Nó cho những anh những chú mà bụng vòng bụng 80 thôi ạ. Mã D101, bụng 80 dài 52 và ống 25. Em này có giá là 350.000 anh chú nhá. Chất kaki độ dày nó vừa phải và có hai túi hộp hai bên rất là to. Phía đằng sau túi của nó sẽ có nắp anh chú ạ. Mã D101, bụng 80 dài 52 và ống 25, giá 350.000. Mã D102, bụng 90 dài 54 và ống 24. Con này thì chất kaki của nó phải nói là siêu đẹp anh em chú ơi. Made in Cambodia. Để em xem cái quần này. Đây ạ, tag của nó này các anh em chú. 100% là cốt tông anh em chú nhá. Đó. Con này sản xuất ở Cambodia đây ạ. Nó xuất đi Mỹ này, đi châu Âu này, đi Canada. Cực kỳ xịn, màu thì siêu đỉnh rồi, màu ô liu ạ. Này, chất kaki của nó mềm mịn vô cùng. Con này thì thực sự nó rất là đẹp đấy ạ. Cạp của nó là cạp điền và khóa nhôm anh em chú nhá. Phía đằng sau túi của nó này sẽ có nắp. Con dáng rất là trẻ trung. Tuy nhiên con này thì bụng nó khá là to. Mã D102, bụng 90 dài 944 và ống dài 54 ạ. Bụng 90 dài 54 và ống 24. Em này sẽ có giá là 650.000 anh em chú ạ. 650.000. Rất là đẹp, chất kaki nó mềm, nó mát vô cùng. Nó đẹp lắm, nó mỏng mà nó mát, sờ lên cái chất liệu này này, nó mát mát rượi luôn ý. Mã D102, bụng 90 dài 54 và ống 24, giá 650.000. Mã D103, bụng 98 dài 53 và ống 27 ạ. Bụng 98 dài 53 và ống 27 các anh em chú ơi. Một em quần vải phúc liên trơn của Uniqlo ạ. Đó, form dáng thì rất là dễ mặc như thế này. Sẽ có hai túi mổ phía đằng sau các anh em chú ạ. Phía trước sẽ hai túi chéo và có hai túi hộp ở hai bên. Tuy nhiên cái túi hộp này nó không phải là làm kiểu túi hộp to ấy, mà nó sẽ làm túi ốp. Mã D103, bụng 98 các anh em chú nhá. Cái này thì bụng 98 là to nhất, còn các anh em chú mình có thể mặc bụng nhỏ hơn mình vẫn có thể mặc anh em chú ạ. Anh em chú ơi, bụng của nó đã sẽ là từ 98 đến 102 các anh em chú ạ. Mã D103 này, bụng từ 98 đến 102, dài 53 và ống 27. Em này có giá là 400.000 các anh em chú ạ, một em hiệu Uniqlo màu rêu ạ. Mã D103, bụng 98 đến 102, dài 53 và ống 27 anh chú nhá. Ôi con này chất nó còn co giãn nhẹ anh chú ạ. Này, chất co giãn nhẹ nhá, mỏng nhẹ vô cùng, lại mặc kiểu rất là thoải mái. Mã D103, bụng 98 đến 102, dài 53 và ống 27, giá 400 ạ. Em lên một con quần của Gap. Mã D104 ạ. Bụng 92, dài 54 và ống 27. Một em quần của Gap màu vàng cát ạ. Đây các anh chú ơi, made in Bangladesh nhá, của Gap made in Bangladesh. Cúc của nó cũng là cúc kim loại này, khóa khóa cũng là khóa nhôm luôn, khóa nhôm kim loại các anh chú nhá. Ở hai bên túi của nó đây sẽ là túi và có nắp phía đằng sau ạ. Đó là túi hộp vuông này. Đó. Mã D104, bụng 92 dài 54 và ống 27. Bụng 92 dài 54 và ống 27 ạ. Em này có giá là 600.000 ạ, một em quần của Gap, chất kaki siêu đẹp luôn. Con này cái độ dày nó vừa phải nhưng mà cái form quần nó rất là đẹp, nó đứng form anh nha chú ạ. Và quần của nó nhé, không phải là hai bên này sẽ không làm quần túi hộp, và nó sẽ làm quần ốp như thế này, túi ốp như thế này. Còn phía đằng sau nó lại túi hộp ạ, form dáng rất là lạ và đẹp. Mã D104, bụng 92 dài 54 và ống 27, em này giá 600.000 ạ. Em Thanh lên mã quần D105. Bụng từ 88 đến 96, dài 48 và ống 30, một em quần vải kaki caro các anh chú ơi. Chất liệu co giãn. Chất liệu có co giãn này anh em chú. Đó, mặc cực kỳ thoải mái luôn. Và phần cạp của nó sẽ có dây như thế, dây kéo các anh em chú nhá.
Khóa là khóa nhôm ạ. Em này là hàng của Nhật các anh chú ạ. Mã AD105, bụng 88 đến 96, dài 48 và ống 30. Túi nó sẽ có nắp như thế này các anh chú ạ. Túi sau hai bên nó sẽ là có hai túi hộp, độ độ lớn nó vừa phải thôi. Mã AD105, bụng 88 đến 96, dài 48 và ống 30. Em này có giá là 350.000 thôi ạ, rất là rẻ cho con này. Em thanh lên mã D106 ạ. Bụng 82, dài 50 và ống 26. Mã D106, bụng 82, dài 50 và ống 26 anh em chú ạ. Con này cạp của nó là cạp liền và có dây kéo này. Sẽ có hai túi chéo hai bên, phía đằng sau là túi mổ anh em chú nhá. Đó, ở phía hai bên đùi cũng túi độ dày, độ lớn nó vừa phải thôi. Nó sẽ kiểu là theo kiểu là mặc nó nhẹ nhàng ấy, nó không kiểu hầm hố quá đâu ạ. Màu này siêu đẹp và chất kaki rất rất đẹp luôn. Màu ô liu anh nha chú ạ. Màu ô liu này. Chất kaki thì siêu mềm mịn rồi. Co giãn nhẹ nhá các anh chú. Con này thì rất rất đẹp luôn ấy ạ. Mã D106, bụng 82, dài 50 và ống 26 ạ. Bụng 82, dài 50 và ống 26 anh nha chú ơi. Giá 500.000 ạ. Màu siêu đỉnh luôn, form dáng nó đẹp lắm. Chất nó mặc rất là mát nhưng mà nó đứng form anh nha chú ạ. Mã D106, bụng 82, dài 50 và ống 26, giá 500. Em lên mã D107, bụng 86, dài 60 và ống 32. Bụng 86, dài 50 và ống 32 các anh chú ạ. Con này là một em hiệu, hàng hiệu gì đây, rất là xịn luôn ấy. Em thấy là nó in cái thông tin ở trên cạp thôi, không có tem anh nha chú ạ. Nhưng mà con này thì đảm bảo nó xịn rồi, nhìn cái chất của nó, nhìn cái chất liệu của nó, nhìn form dáng của nó đã biết là rất là xịn luôn, kiểu hầm hố vô cùng luôn. Con này nó phải đến chục cái túi anh nha chú ạ. Đó, túi hộp rất là to như thế này, kiểu hầm hố ấy. Mã D107, bụng 86, dài 60 và ống 32 đây các anh chú ạ. Cạp của nó này in ở trên này luôn, xịn sò lắm. Nó sẽ là cạp liền nhé, chất kaki dày dặn, có hai túi hộp hai bên này các anh chú, hai túi hộp hai bên mông, túi hộp siêu to luôn đó. Và phía bên dưới của nó đây, nó sẽ có nhiều túi ở phía đùi nhá. Con này thì rất là đẹp, hầm hố cho những anh những chú mà thích bụi bặm đấy ạ. Mã D107, bụng 86, dài 60 và ống 32. Em này sẽ có giá là 650.000 nha anh chú ạ. Mã D107, bụng 86, dài 60 và ống 32. Giá là 650.000. Mã D107 ạ. Chất kaki siêu dày dặn. Mã D108. Bụng 82, dài 57 và ống 25. Con này thì màu của nó là màu, gọi là màu rêu mà nó tươi ý, các anh em chú ạ. Mã D108, bụng 82, dài 57 và ống 25. Con này thì có dây tăng chỉnh hai bên này các anh em chú ơi. Chất liệu kaki rất là đẹp. Khóa đồng. Hai bên túi của nó nhé thì sẽ có nắp anh em chú ạ. Đó, hai bên túi ở mông. Mã D108, bụng 82, dài 57 và ống 25. Chất kaki khá là dày dặn, đó, màu cũng đẹp nữa. Giá 450.000 con này các anh em chú ạ. Đây, nó sẽ có thông tin ở trong phía trong này các anh em chú nhé. Chất kaki rất là mềm và đẹp. Nó sẽ có dây tăng chỉnh hai bên các anh em chú ạ. Nó sẽ có dây tăng chỉnh hai bên. Mã D108, bụng 82, dài 57 và ống 25. Giá 450.000. Em thanh lên mã D109 á. Ôi, con này size rất là to này các anh em chú ơi. Form này thì siêu to luôn, dành cho những anh những chú bụng bự đấy ạ. Mã D109, bụng 100, dài 52 và ống 28. Chất kaki co giãn rất là đẹp luôn, màu của nó là màu ô liu. Mã D109, bụng 100, dài 52 và ống 28 các anh chú ạ. Đó. Cái này là On Days Away, màu màu ô liu anh em chú nhé.
Cặp là cặp liền như thế này. Khóa đồng. Form to các anh chú ạ. Cho những anh chú bụng bự và chất kaki co giãn rất là đẹp luôn. Mã D. Mã D109, bụng 100, dài 52 và ống 28. Em này sẽ có giá là 500.000 các anh chú ạ. 500.000. Mã D109 ạ. Bụng 100, dài 52 và ống 28 nhá. Đó, chất kaki rất rất đẹp luôn các anh chú này. Co giãn, kaki co giãn mặc cực kỳ thoải mái cho những anh chú bụng bự. Giá 500.000 mã D109 ạ. Em lên mã D110, một em màu vàng cát. Chất vải kaki mỏng anh em chú ạ, mã D110. Bụng 84, dài 60. Đó, con này thì ống nó cỡ khoảng tầm 22 23 thôi các anh em chú ơi. Ống 25 các anh em chú ạ. Màu vàng cát ạ. Mã D110, bụng 84, dài 60 và ống 25. Đó, phía đằng sau nó sẽ có hai túi hộp này. Phía trước của nó đây, nó form nó cũng form nó thì khoảng tầm ngang gối các anh em chú ạ. Con này là hiệu đây ạ, tem của nó đây, một em hàng của Nhật các anh chú ơi, một em quần hàng của Nhật. Mã D110, bụng 84 và dài 60, ống 25, giá là 400.000 các anh chú ạ. Chất kaki mỏng rất là đẹp luôn ý, nó mặc nhẹ mặc hợp với mùa hè khi mà nóng ấy, thì các anh chú mặc những chất liệu này nó rất là dễ chịu. Mã D110 ạ. Bụng 84, dài 60 và ống 25. Khóa đồng anh chú nhé. Và cúc cũng là cúc đồng luôn. Giá 400.000 ạ. Em lên mã D111. Bụng 80, dài 57 và ống 25. Con này thì là màu rêu anh chú ạ. Con này hiệu HM. Đó. Mã D111 này. Bụng 80, dài 57 và ống 25. Màu rêu ạ. Cạp của nó là cạp liền. Phía đằng sau túi của nó là túi có nắp như thế này các anh chú ạ. Đó, có hai túi hộp hai bên kiểu rất là hầm hố luôn. Cạp liền và khóa đồng nhá các anh chú. Mã D111, bụng 80, dài 57 và ống 25. Em này sẽ có giá là 500.000 ạ. 500.000, chất kaki dày dặn. Mã D111, bụng 80, dài 57 và ống 25. Em lên mã D112. D112, bụng 82, dài 54 và ống 21. Em này thì cái phần ống của nó khá là nhỏ anh em chú ạ. Chất kaki, độ dày vừa phải. Một em hàng của Nhật anh em chú ơi. Màu này của nó là màu nâu rêu ạ. Phần cạp của nó may cực kỳ đẹp nhá anh em chú. Khóa nhôm. Còn phần ống của nó thì nhỏ ấy, nó khá là nhỏ cho nhanh những chú mà đùi nhỏ chân nhỏ thôi ạ. Phần mông nó sẽ đệm mông như thế này các anh chú nhá. Sẽ có đệm mông. Mã D112, bụng 82, dài 54 và ống 21. Con này có giá là 550.000 các anh chú ạ. 550.000 cho mã D112 ạ. Bụng 82, dài 54 và ống 21, giá 550.000. Chất kaki siêu đẹp luôn. Đó. Và mã cuối cùng em lên trong ngày hôm nay ạ, mã D113. Bụng 88, dài 59 và ống. Bụng 88, dài 59 và ống 30. Một em quần chất kaki rất là dày dặn luôn. Đó. Màu của nó là màu trắng, màu kem, vàng kem các anh chú ạ. Mã D113, bụng 88, dài 59 và ống 30. Phía đằng sau túi của nó này là túi hộp nhá các anh chú. Phía hai bên đùi cũng túi rất là hầm hố. Nó sẽ có dây kéo. Con này thì chất kaki cực kỳ dày dặn rồi. Và cái phần viền túi này này sẽ quát đây ạ. Nó quát chứ không phải nó bị rách đâu anh em chú nhá. Chất kaki rất là dày luôn. Mã D113, bụng 88, dài 59 và ống 30 anh chú ạ. Sẽ có hai túi hộp như thế này. Và phía bên đùi của nó túi rất là to. Con này sẽ có giá 600.000 ạ. Mã D113 này. Con này hàng của Nhật các anh chú ạ. Mã D113, bụng 88, dài 59 và ống 30, rất là dày dặn, giá 600.000. Như vậy là ngày hôm nay em Thanh đã lên tất cả
gần 40 sản phẩm quần kaki, túi hộp và là quần sọc. Các chú mà cần tư vấn sản phẩm thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo 0832 625789 để em đang tư vấn và gửi hàng cho mọi người ạ. Em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của em Thanh ngày hôm nay và xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một ngày thật là nhiều niềm vui. Em xin hẹn gặp quý khách hàng ở những video tiếp theo của em ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.